Nguyên Khôi xin kính chào tới ngộ quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và chúng tôi xin chào anh Hoàng Thuận. Xin chào Nguyên Khôi và xin chào tới ngộ quý vị. Thưa quý vị, rất nhanh chúng tôi xin phép được trả lời thư có một vị nói như thế này. Tôi có một vài thắc mắc xin hỏi hai anh Hoàng Tuấn và anh Nguyên Khôi. Hai nước hậu Cộng sản là Nga và Trung Quốc là thành viên của Tổ chức Liên Hiệp Quốc năm nào? Thì quý vị, đây là những cái việc nó ngoài khả năng của chúng tôi. Mà chúng tôi xin theo cái sự hiểu biết của Hoàng Tuấn thì Trung Cộng thì vẫn là Cộng sản chứ không phải là hậu Cộng sản nhé. Nga thì hậu Cộng sản là đúng rồi. Nếu chính thức là thành viên của Tổ chức Liên Hiệp Quốc thì trách nhiệm và nhiệm vụ như thế nào? Không có trách nhiệm, không xứng đáng là nước lớn, hài hiếp, bắt chặt các nước nhỏ, bao che tiếp tay cho các chế độ độc tài, hành xử vô nhân đạo. Một khi Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết trừng phạt chế độ độc tài nào thì dùng lá phiếu đi phủ quyết, như vậy là không đủ tư cách và xứng đáng thì Liên Hợp Quốc còn giữ những thành viên này trong tổ chức để làm gì? Thì quý vị, cái việc này nó lớn lao quá. Cái phần sau là chúng tôi xin miễn trả lời. Nhưng mà phần đầu thì Nga trước đây là Liên Xô, thì lúc đó Liên Xô là một trong những cái quốc gia mà thành lập Liên Hợp Quốc cái thời gian đó, sau khi mà Thế chiến thứ hai chấm dứt, đầu tiên là Hội Quốc Liên, sau đó chuyển thành Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, còn lúc đầu thì đại diện cho Trung Quốc bây giờ là bên Đài Loan. Mặc dù chính quyền của ông Tưởng Nhớ Thạch đã phải chạy sang bên Đài Loan rồi, nhưng mà vì lúc mà cái thời gian thành lập Liên Hợp Quốc đó thì ông vẫn còn ở bên bên đất liền lục địa, cho nên lúc đó ông là chính phủ chính thức trước khi mà trận đầu nổi dậy cướp chính quyền. Thì lúc đó là Trung Hoa là thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc lúc bây giờ, và đó cũng là lý do mà họ là những quốc, vì là quốc gia lớn cho nên họ là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà thành viên thường trực. Về sau này vì thời thế nó thay đổi cho nên lúc đó Trung Quốc với sau đó thì thay thế cho Đài Loan, đại khái là như vậy thưa quý vị. Còn cái chuyện mà họ như thế này, họ bắt nạt các nước nhỏ, họ như thế này, họ như thế kia, thì cái chuyện đó để cho ông Putin và ông Tập Cận Bình nói chuyện với bạn. nó ngoài cái khả năng của chúng tôi. Có thưa quý vị, cái chữ mà xã hội chủ nghĩa thì ngày xưa giờ đã có nhiều người ta nói là cái bốn chữ này là cái nghĩa là gì. Thì thường chúng ta nghe là xuống hố cả nước hay là xếp hàng cả ngày. Bây giờ là có một người ngồi list ra, chúng tôi xin thưa với quý vị một vài câu như thế này. Tức là xã hội chủ nghĩa là xứ không cần não, bởi vì đảng đâu có cho nghĩ gì đâu mà cần não. Xứ không cần nghe, vì đảng nói nhảm mà nghe làm gì. Xứ không cần nói, thì chỉ lặp lại những gì đảng nói thôi. Xứ không cần nghĩ, vì có đảng nghĩ rồi. Xứ không cần nằm, chỉ có đảng được nằm. Xứ không cần ngủ, vì bác dạy một người làm việc bằng 10 thì giờ đâu nữa mà ngủ. Xứ không cần nồi, vì ăn khoai nướng quanh năm mà nồi chi. Xạo hết chỗ nói, xạo không có ngượng, sực hết của ngon. Xứ không con người, xóa hết chính nghĩa, xóa hết chữ nghĩa, xấu hổ cả nước, xuống hố cả nước, xuống hàng chó ngựa và xuống hố cũng còn, xuống hố còn ngu. Thì xin cảm ơn một vị đã gửi cho chúng tôi những điều như vậy, chia sẻ với quý vị cho vui. Kính chào các anh chị. Ngày 1 tháng 9 2013 vừa qua, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị định 32 chính thức bịt miệng người dân Việt Nam, không cho họ bày tỏ chính kiến của mình đối với tình hình đất nước. Dựa vào lý do trên, chúng em đã thành lập website là www.tuyongonluon.net với mục tiêu mang đến tiếng nói tự do cho tất cả những người khao khát sự tự do, cho một xã hội Việt Nam thực sự tự do dân chủ. Đây là một việc làm của một nhóm bạn trẻ để đóng góp cho cái sự việc chung. Xin cảm ơn. Và một cái lá thư hôm trước là đã buộc nói là đọc báo vẹm là những vi phạm cái điều 72. Kính thưa báo vẹm, trong chương trình đọc báo vẹm số 336 tuần qua, quý vị đã có đọc nguyên lá thư tố cáo của chúng tôi, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, về chuyện vi phạm copyright của báo chí trong nước. Quý vị đã đọc đúng y nguyên văn mà không sót, cũng như chẳng dư thừa một chữ nào trong nguyên bản. Chính vì sự trung thực và ăn ngay nói đúng của các anh đã bất ngờ làm sửng sốt tất cả mọi đảng viên của chúng tôi trong lúc đang theo dõi chương trình đọc báo vẹm live của các anh vào phiên họp khẩn của đảng tuần qua. Chúng tôi một số lớn đảng viên xin tự quyết định thay mặt Thủ tướng Nguyễn Tấn Lạ lời xin lỗi và muốn rút đơn tố cáo báo vẹm của chúng anh, bởi vì trong những thời gian qua, anh em chúng tôi cứ ngỡ là những email viết từ trong cũng như ngoài nước là do báo vẹm của ngụy quyền chúng anh tự bịa đặt để tuyên truyền với mục đích gây bất ổn và xáo trộn chủ nghĩa chân chính của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng tôi, như Thủ tướng Lạ đã tuyên truyền và quyết định đi đến nghị quyết 72 để có lý do chính đáng mà ngăn chặn những thông tin mà ông Lạ cho là thất thiệt của mạng internet ngụy quyền. Tóm lại, những gì báo vẹm đã nói bấy lâu nay là hoàn toàn đúng sự thật 100% qua những phản ánh của nhân dân cũng như ngoài
trong cũng như ngoài, với mục đích là xây dựng và phanh phui lẽ trái lẽ phải và dẫn đạt những bước đi vẫn còn khấp khểnh của đảng ta, như Bác Hồ vĩ đại luôn nhắc khéo lúc sinh tồn là đồng bào và đảng, có nghe nghe có rõ không? Cho đến bây giờ thì chính nhờ bảo vệ mà một số đảng viên chúng tôi mới thức tỉnh và được nghe rõ và hiểu được câu nói đã đầy triết lý học mộc mạc mà tưởng như là lú lẫn của Bác. Rồi cũng chính câu nói Bất Hủ đó đã làm cho một số không ít anh em đảng viên chúng tôi giả khờ giả điếc mà không cần phải nghe cho rõ dân quan kêu than mà cứ tiến mạnh tiến nhanh trên con đường xã hội chủ nghĩa do Bác vạch trước để con cháu của đảng cùng hưởng vì công lao vĩ đại mà họ và Hồ đã có công gây dựng. Một lần nữa, đồng bào nghe có rõ không? Đồng chí tên một nhóm sắp thức tỉnh từ Đảng Cộng sản Việt Nam, gửi từ Việt Nam quê hương chúng tôi. Đây một lá thư để xác định rằng là cái tin mà chúng tôi nhận được qua email đó là không phải chúng tôi tự bịa đặt ra. Tại vì cái này là thử, là một cái thử đó nha. Tôi thử coi đúng không? Nhưng mà dám đọc không? Chúng tôi dám đọc rồi. Xin cảm ơn quý vị, xin mời quý vị. Đầu tiên chúng tôi có một bài báo của báo Lao Động. Bài báo có nhan đề là Việt Nam cần nghe những lời nói thẳng. Đây là đề nghị thẳng thắn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam, Nhật Bản ngày hôm qua, ngày 5 tháng 9. Bộ trưởng Vinh mong muốn các doanh nhân Nhật Bản hãy bỏ qua cách nói mang tính đối ngoại bóng bẩy để góp ý cho Việt Nam nhằm đổi mới triệt để, qua đó không chỉ thu hút được sự đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản mà cả các doanh nghiệp nước ngoài nói chung. Lý do có cái yêu cầu phải đưa ra những cái lời nói thẳng cho Việt Nam và Việt Nam sẵn sàng nghe những lời nói đó là tại vì, thưa quý vị, tại vì có cái triển vọng là tại vì Nhật Bản và các quốc gia khác có đầu tư vào Việt Nam trong thời gian vừa qua rất là nhiều, nhưng mà cái sự thành công khi mà xét lại đó nó không được bao nhiêu. Cho nên bây giờ có thể có cái nguy cơ là họ sẽ đưa sang Campuchia, Lào và Thái Lan, theo lời của ông bộ trưởng này nói. Này, ông cần phải nói thẳng này. Cho nên cần phải nói thẳng. Lý do cần phải nói thẳng là như thế này: nhìn lại thất bại của chiến lược ô tô, Bộ trưởng Vĩnh thừa nhận chính sách của Việt Nam đã kìm hãm và đánh chết chiến lược ô tô. Không có ở đâu đánh thuế vào ô tô lớn như Việt Nam có khi hơn 100% và các loại thuế phí lên tới 200%, tức là tổng cộng thuế không á, thuế chiếc xe là 100%, các phí khác vào nữa thêm 200% nữa, xe có 1.000 vào Việt Nam thành 4.000. Khi giao thông tắc nghẽn thì đánh thuế cho dân không mua ô tô nữa, bộ trưởng nói tại diễn đàn như vậy. Vâng, thưa quý vị, trước hết là ông than phiền là các doanh nghiệp của Nhật á, hãy bỏ cái tính đối ngoại tức là ngoại giao đó, nói bóng bẩy nhưng mà phải góp ý thẳng với Việt Nam, nói thẳng này Việt Nam. Thưa quý vị, bao giờ cũng vậy, người ta đến xứ người khác mà người ta làm ăn thì làm sao mà người ta dám nói anh ngu quá, anh làm ăn kiểu này là sao mà phát triển đất nước được, thảo nào mà đất nước của anh càng ngày càng lụn bại, tiền đổ vào đây bao nhiêu thì các quan lớn ăn hết, làm sao mà ta dám nói thẳng như vậy, thực tế như vậy, nhưng nếu, mà người ta đâu dám nói đâu. Xin lỗi anh, nếu mình có đầu óc á, người ta chỉ nói sơ sơ là mình hiểu rồi. Nhưng bây giờ cái báo dân lên người ta mắng vào mặt mình à, mình cần nói thẳng. Nhưng mà bây giờ, nhưng mà nói thẳng Việt Nam cũng khó lắm. Sao vậy? Ông thì ông nói như vậy, nhưng mà đây, vụ giáo xứ Mỹ Yên nhất định không rơi vào bẫy chia rẽ lương giáo. Xung quanh vụ việc một số giáo dân giáo xứ Mỹ Yên quá khích, có hành động, có hành vi vi phạm pháp luật, gây nên sự hỗn loạn ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã và đang được các trang web phản động, phản ánh theo chiều hướng đổ trắng thay đen để biện minh cho những hành động vi phạm pháp luật có chủ đích, có hệ thống. Khi người ta nói thẳng đó thì bảo là phản động. Bên thấy ông kia thì bảo là nói thẳng, bên này nói thẳng thì phản động. Thì cái vụ việc ở giáo xứ Mỹ Yên đó, thì trong những ngày qua quý vị theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài Châu Tự Do, rồi BBC tiếng Việt, rồi rất nhiều những cái website trên internet, người ta đã đưa những hình ảnh rất là rõ ràng, rất là chi tiết, ngay cả những cái Facebook đó người ta cũng đưa lên. Nhưng mà báo chí trong nước đó, như báo Nghệ An đó, chỉ đưa ra những hình ảnh rất là đơn giản, nói là những người này là phá rối trật tự trị an, có những người đi xem cũng bị ném đá vỡ đầu, nhưng mà không có một nhân chứng nào cả, và người ta chỉ nói sơ sơ qua thôi. Và trong khi đó tất cả những cái cơ quan truyền thông trên thế giới như là đài tiếng nói Hoa Kỳ hay là BBC hay là đài Á Châu Tự Do là những cơ quan người ta làm việc rất là có bài bản, thì báo ra là phản động đó. Thì nói rõ là như thế này: một số trang web trong và ngoài nước đã cố tình đăng tải những thông tin sai lệch, một số người quá khích vô tình do thiếu thông tin hay là cố ý bị đặt vu khống cho rằng cơ quan chức năng đã bắt giữ người oan. Thưa quý vị, chúng tôi thắc mắc như thế này:
Việt Nam bây giờ đa biển lớn. Việt Nam bây giờ là luôn luôn được cái thế giới công nhận là đã có nhiều tiến bộ, nghĩa là một đất nước là yên ổn, là làm ăn nâng cao đời sống nhân dân. Thế mà tại sao tất cả những cái điều gì mà đảng và nhà nước đưa ra là đều bị người ta phản đối? Mà sao phản động bây giờ nó nhiều thế? Phản động trong nước là phản động hải ngoại. Mà có những người binh vực cho chế độ thì bảo rằng là cái đài Voa đó, cái đài tiếng nói Hoa Kỳ đó, nó đã bị những cái người mà ủng hộ cờ vàng ba sọc đỏ đó, nghĩa là phun loát, xin lỗi tôi dùng những chữ nặng nề lắm, chúng tôi không lặp lại được bởi vì nó thiếu văn hóa quá. Đó là một cái đài, thưa quý vị, đài tiếng nói Hoa Kỳ mà do một nhóm người ở hải ngoại này mà biểu người ta làm gì người ta làm cái đó. Thì bây giờ đấy, tôi thắc mắc là tại sao không có một ai mà đồng tình cho tất cả những cái việc nhà nước đưa ra là người ta phản đối. Ngay cái chuyện nghị định 72 người ta cũng phản đối. Và thưa quý vị có thể vô YouTube, vô những website, người ta có những bản lên tiếng của giáo dân rồi của các linh mục rất là rõ ràng. Trong khi đó báo Nghệ An là ngay cái nơi mà xảy ra sự việc đó, đưa một đoạn lên trên mạng phóng sự, đọc tin và những hình ảnh chỉ thoáng qua thôi, không có một cái, nếu mà đã bảo là có những người dân bị những người mà hành hung đó, những người quá khích ném đá vỡ đầu rồi chảy máu thì không có nhân chứng. Trong khi đó những cái website phản động đó nó lại có hình ảnh rõ ràng. Mà thưa quý vị, một cái hình ảnh thì nó hơn 100 lời nói, hơn 1.000 lời nói, 1.000 chữ viết, cho nên thưa quý vị, những hình đó nó rất là rõ ràng và không ai có thể chối cãi được. Bây giờ tôi chỉ thắc mắc gì thế này thôi. Việt Nam bây giờ tiến bộ quá, mà tại sao cứ đưa nói cái gì ra người ta phản đối cái đó, mà sao phản động càng ngày nó là càng nhiều? Không hiểu. Thưa quý vị, mình nói chuyện anh Hoàng Tuấn nói chuyện nó cao xa quá, chuyện phản động rồi chuyện chính phủ này, chúng tôi nói chuyện một cách rất là bình thường. Xin mời anh. Bây giờ thì bước vào cái mùa mà các học sinh đi học trở lại, vấn đề giáo dục đó, vấn đề giáo dục. Chúng tôi có một bài báo này thực sự đã đọc mà mình thấy đau lòng, thì xin đọc và miễn bình. Thưa quý vị, bài báo của báo Tiền Phong: sinh viên bán dâm lấy tiền đóng học phí, đến hạn đóng học phí và trả tiền nhà trọ nhưng không có tiền. Vũ Thị B.D. tức là viết tắt, đã liều mình đi bán dâm qua môi giới của tú bà Nguyễn Thị Phượng. Đấy, mạnh, dân giàu, nước mạnh. Đấy, thưa quý vị, đi ra biển lớn đó. Đi ra biển lớn đấy, không cần phải nói nhiều. Bài báo còn một đoạn nữa, chúng tôi không cần phải đọc hết bài báo này, tại vì đoạn đọc cái câu đầu không, mình thấy nó quá thương tâm, nó xót xa rồi, không dám đọc thêm nữa. Thưa quý vị, sinh viên bán dâm lấy tiền đóng học phí, thực tế ngày hôm nay của đất nước Việt Nam. Mời anh Hoàng Tuấn tiếp tục. Và thưa quý vị, trước khi mà tạm ngưng phần 1 để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2, thì xin qua cái tên anh Nguyên Khôi đọc thì quý vị thấy rằng là gần 40 năm thống nhất đất nước, giải phóng miền Nam, đuổi thực dân Pháp, đuổi đế quốc Mỹ và đạp đổ cái chế độ ngụy quyền xấu xa để xây dựng một đất nước. Cho đến giờ phút này, cái nền giáo dục Việt Nam, sinh viên phải đi bán dâm để lấy tiền đóng học phí. Thì qua cái việc đó, quý vị thấy rằng là cái chế độ cộng sản đã làm được gì cho quê hương đất nước. Cho nên là những người nào mà cứ mở miệng ra nói là những khi mà người ta phản đối chế độ thì bảo rằng là phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc, thì đây là cái việc mà chúng ta cần phải nên suy nghĩ. Chúng tôi xin phép quý vị là chúng tôi tạm ngưng phần 1 và xin gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2. Thưa quý vị, về vấn đề giáo dục thì anh Nguyên Khôi đã nói về cái chuyện rất là thương tâm. Bây giờ có một cái chuyện là nó cũng buồn cười mà nó chúng tôi không biết phải dùng cái chữ nào nữa. Tá hỏa vì sách tiếng Việt dạy học sinh làm toán. Đó. Lúc đầu tôi mới nhìn thấy, ủa tại sao nếu mà tiếng Việt dạy học sinh làm toán thì có gì đâu phải tá hỏa. Của VOV, tức là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó. Bài tập tiếng Việt nâng cao là tài liệu dành cho học sinh cấp tiểu học nhằm giúp học sinh học tốt môn toán. Nhiều học vấn đề của là sao tiếng Việt nâng cao mà để học tốt môn toán. Tức là tiếng Việt nâng cao thì phải học tốt môn văn thì nghe nó còn có lý. Nên bài tập tiếng Việt nâng cao là tài liệu dành cho học sinh cấp tiểu học nhằm giúp học sinh học tốt môn toán, thì phụ huynh thắc mắc như vậy. Thì khi mà hỏi những người có trách nhiệm thì tính, ồ cái này có lẽ là nhiều khi sách nó in sai, rồi giao cho bên nhà in nó, người ta làm sai thì sẽ thu hồi, chỉ nói vậy thôi. Thì có nhiều người còn nói là có thể đây là sách lậu. Phụ huynh người ta nó không biết làm sao mà phân biệt được sách đó là lậu hay là sách không lậu. Thì thưa quý vị, một cái câu vô là thấy nó trật lất rồi. Bài tập tiếng Việt nâng cao mà để cho học sinh học tốt môn toán.
Thì cái này giống như bây giờ những diễn viên hài ở trong trong nước đó, người gọi là những diễn viên hài đó, thường hay có cái màn là đi vô, chúng tôi thường thường thấy người ta đóng kịch đó, thì đi vô nhà hàng hỏi ở đây có phở không, có, có bún riêu không, có, có hủ tiếu không, có, cho tôi bún bò Huế đi. Tức là hỏi phở cũng có, bún riêu cũng có, hủ tiếu có, cho tôi bún bò Huế. Ra sao vậy? Như làm như vậy nó không có đụng hàng. Thì cái này đúng. Sách tiếng Việt và học sinh làm toán nó không có đụng hàng với ai cả. Xin mời anh. Báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Đảng, thưa quý vị, Đảng Cộng sản .vn. Nhưng mà vừa rồi anh Hoàng Tuấn anh có đọc cái này với cô, tại vì nghe Hoàng Tuấn đọc cái báo bao giờ vẫn còn đã mức mà chúng muốn đọc tiếp cái bài này. Tại vì cái đài tiếng nói Việt Nam đó phải không ạ? VOV đó. VOV đó. The Voice of Vietnam. Nó giống giống như vòi sóc vẹp quá. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tại sao mình không nói là tiếng nói Việt Nam thì mình lấy chữ TNVN là chẳng hạn như vậy, phải không ạ? Việt Nam đi ha. Tại sao mình phải có tiếng Anh trong đó? Anh nói chuyện bây giờ đi ra biển lớn. Ra biển lớn thì phải có tiếng Anh. Thế ra biển lớn mà anh thì cái chứ. Tất cả các quốc gia khác người ta cũng dùng những cái chữ riêng của người ta chứ, người ta đâu, chẳng hạn như là Iran họ cũng có cái cơ quan truyền thông của người ta, của chính thức của nhà nước. Rồi bên Bắc Hàn hay là bên Nga cũng vậy, hay là các quốc gia khác thì người ta vẫn có cái chữ người ta sẽ VOV nghe nó kỳ quá. Voice of Vietnam. Rồi. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, bài báo là Nhật ký trong tù, trong ngoặc kép, tức là tên một cuốn thơ của bác đấy, bác đấy. Tài sản vô giá trong di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. Sáng ngày 6 tháng 9 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học 70 năm tác phẩm Nhật ký trong tù, vân vân, nhận ca tụng. Thì chúng ta sẽ đọc thấy bài báo này thì chúng tôi mới tìm hiểu xem là cái cuốn, tại vì chưa có dịp đọc cái giá trị văn học nó nằm ở điểm nào, điểm nào thì mình chưa biết giá trị văn học ở điểm nào, thì mình tìm hiểu với cái tác phẩm làm sao. Thì khi mà chúng tôi muốn đánh cái chữ mà nhật ký trong tù đó là, thì xuất hiện ngay một cái bài báo của đài BBC. Cái này không phải là chúng tôi báo của lực lượng thù địch bên ngoài đâu, mà chỉ làm sáng tỏ thêm sáng cái sự kiện thôi. Tại vì nó rõ ràng không, không anh là anh rất đúng bài bản, tại vì thường thường công an trong nước bây giờ phải điều tra làm rõ. Thì bây giờ anh cũng đọc để mà làm rõ thôi. Các cái bài báo đều nói là cái tác phẩm này được viết vào khoảng thời gian từ năm 1942 đến năm 1943, lúc mà Hồ Chí Minh bị tù. Thế nhưng có một cái điều kỳ lạ đó là trong cái bản mà in ra đó thì cái cuốn mà do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội in năm 2003 thì người đọc có thể thấy một vài chi tiết gây chú ý, đó là bản gốc bút tích. Có bút tích là của nét thủ bút của người tác giả của cái tập đó, ảnh chụp trang 1 hay tạm gọi là bìa ghi rõ 4 chữ Hán Ngục Trung Nhật Ký, tức là nhật ký trong tù. Và ở dưới có hai dòng về ngày tháng là ngày 29 tháng 8 năm 1932 và ngày 10 tháng 9 năm 1933. Mà cái này chắc không in lộn được anh ạ. Cái này viết tay mà. Viết tay. Giờ người ta thắc mắc rất là nhiều. Và nếu mà viết vào cái thời gian mà 1932 và 1933 đó, thì lúc đó Hồ Chí Minh không có đi tù. Vậy thì người ta đặt cái câu hỏi là tác phẩm này thực sự do ai viết? Không, thì lúc đó chỉ không có đi tù. Viết trước rồi đi tù sao? anh không nghĩ được cái chuyện đó. Thực sự là cái thắc mắc này cũng được nhiều người nêu ra. Không, xin lỗi anh, bởi vì bác đó. Đi ốc bác thông minh lắm, bác biết trước là bác sẽ ở tù, cho nên bây giờ thôi trước, thay vì đưa vô trong tù nó viết nhật ký thì nhiều khi nó không đủ thời giờ, thì ta viết trước đi, để ta đi ở tù sau. Tác giả Hoàng Quảng Nguyên trước đây có viết như thế này về sự nhầm lẫn này, nhầm lẫn trong quả kép. Thì giáo sư Đặng Thái Mai, viện trưởng viện văn học đã cho biết cuốn sổ tay của bác hiện còn được lưu trữ, có ghi trên bìa hai con số 1932, 1933, rõ ràng là như vậy. Trong thời gian viện văn học đi hậu đính bản dịch Ngục Trung Nhật Ký, chúng tôi đề đạt lên bác câu hỏi về điểm này qua Ban Tuyên giáo và đã được trả lời hai con số trên đây là sai, đúng ra là 1942, 1943. Như vậy là bác viết sai. Bác cũng có nhầm lẫn trong cuộc đời nhỉ. Nhầm lẫn kinh hoàng quá thưa quý vị. Và để thêm chắc chắn, ông Hoàng Quảng Nguyên nói thêm, để thêm chắc chắn, chúng ta tìm hiểu ở Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trong hồ sơ văn vật Ngục Trung Nhật Ký, vân vân, và bằng chứng chắc chắn nhất là ở trang 53 bản thảo gốc cũng có ghi 1942, 1943, dưới đó là chữ Hoàn, tức là hết, xong cái bài viết, cái bài thơ đó. Nhưng mà có một cái chi tiết là cái bài báo của BBC họ nêu ra cũng hay, từ trang đó trở đi, nét chữ viết khác phần thơ,
cái tủ bún nó khác đi thôi tôi không, anh ấy, tại vì bác rất là giỏi, một cũng có người đó nhưng mà có hai cái nét chữ khác nhau, bác là thiên biến vạn hóa. Cái này nhiều kẻ xấu miệng nó nói, cái này đảng không nói. Báo chí đảng không nói, bác giỏi cho đó, bởi vì anh thấy trong phim Tàu đó người ta có phép phân thân, mọi người có thể làm như là như Tề Thiên là bước một năm lòng thổ có phèo ở như người, thì bác rất là giỏi, bác là như thần thánh cơ mà, thì bác lúc thì bác viết chữ này, lúc bác viết chữ khác, thì bây giờ bác chưa ở tù nhưng bác là bác viết nhật ký trước bác tù sau, thì cũng giống như là cái người mà người ta thấy ông đứng một người cứ đứng cứ lắc tới lắc lui, rất lắc thiệt mạnh của tại sao kỳ vậy, làm như vậy đứng yên không đứng nữa, trong tại vì nó có chai thuốc nó để là lắc đều trước khi uống, và lúc nãy tôi uống tôi quên lắc, giờ tôi uống xong rồi tôi lắc, đây cũng vậy thôi, bây giờ tôi biết trước tôi đợi tù sau, anh thắc mắc quá. Nhưng nhiều kẻ xấu miệng cái này ngoài đảng có nói bác có nói đâu, nhưng mà nhiều kẻ xấu miệng nói bác lộn đầu được cái cuốn sách này, bác anh hay bác rồi, bác là còn có tên khác rồi, bác viết sách rồi bác ca ngợi bác nữa, bác không phải là người thường anh ạ. Rồi bây giờ có cái chuyện này chúng tôi cũng thắc mắc là xin anh Khôi giải đáp giùm. Mình cái vấn đề này trở lại, sau khi bị Bộ Tư pháp tuyết còi năm 2008, Bộ Y tế vừa tiếp tục muốn siết các tiêu chuẩn về sức khỏe đối với người lái xe theo hướng ngực lép không được lái xe, ngực to thì được lái xe lớn. Như thế thì tôi nghĩ những người mà lái xe tăng thì to ghê lắm. Hay là lái xe tải rồi thì to ghê lắm. Và người dân muốn đủ điều kiện lái ô tô và xe máy phải đáp ứng được 83 tiêu chuẩn về sức khỏe. Wow. Đó, thì thưa quý vị, bây giờ trong nó có cái tiêu chuẩn là ngực lép đó họ. Đó thì bây giờ như thế, chúng tôi thắc mắc như thế này. Bây giờ cái ngực lép thì không được lái xe, ngực nở được lái xe. Thế thì bây giờ đó là làm sao biết cái ngực nở đó nó thật hay nó giả? Ví dụ, các cơ sở làm đẹp người ta có thể có cơ hội mà phát triển cái dịch vụ người ta hay không? Ví dụ bây giờ xin lỗi mọi người, chúng tôi coi trên Facebook đó, có người đăng một cái hình là con gái nói với mẹ mua xe máy cho con nha, thì bà mẹ chỉ mặt ngược lép như thế mà xe cái gì. Tức là đứa gái nó đòi lái xe ngược lép như thế mà mày xe cái gì, chứ không phải bà mẹ bảo để mai tao đưa mày đến thẩm mỹ viện nè. Bây giờ tôi thắc mắc là trong cái quy định của nhà nước nó có phần sơ sót là khi mà xin lỗi quý vị, ngược lép không được lái xe, ngược lớn được lái xe, nhưng không nói rõ là ngược lớn đó thật giả có phân biệt hay không. Này rắc rối quá thưa quý vị, là lúc đó là kiểm tra ngực lép còn mệt nữa. Thế đấy, thế bây giờ tại vì nếu mà bây giờ ngực lép là cái ngực bình thường, ngực lớn là ngực giả, thì liệu ngực giả lái xe có an toàn hay không? Quý vị biết bây giờ Việt Nam cái gì cũng giả, cái gì cũng giả cả, và các cơ sở làm đẹp đó, thẩm mỹ viện đó cũng là nhiều khi làm chui, bác sĩ mà còn bằng mua mà cuốn gì thẩm mỹ viện, xin lỗi quý vị, lỡ đang lái xe nó sổ toẹt ra là sao? Nó cũng ảnh hưởng chứ đúng không? Bây giờ cái ngược lép lái xe nhưng mà không an toàn, nhưng mà ít nhất là chúng tôi thấy nhiều người phản đối, nhưng mà chúng tôi tin là các thẩm mỹ viện ở Việt Nam sẽ không phản đối cái nghị quyết này, cái nghị định này. Nếu không khéo đó, tôi nghĩ là phải thêm một cái bộ phận nữa, một bộ phận chuyên kiểm tra xem ngực thật hay ngực giả. Đấy, cái đó của bộ thì sẽ có nhiều người là nên là tôi xin phép làm không ăn lương. Mà tôi chỉ lo là như thế này, bây giờ ngược lớn rồi đang lái xe mà nó sổ toẹt là tôi sợ cái đó gì cũng quá. Các quan chức về ngành y tế Việt Nam thì rất là có trách nhiệm, bao nhiêu vụ quỷ mới đã nghe rồi, nhất định mới nhất là cái vụ mà gọi là nhân bản đó không ạ? Đúng là rất việc, đúng cái việc gì đó là vụ chôn thuốc sâu sau hơn 10 ngày Sở Y tế Thanh Hóa vẫn không hề hay biết. Vụ việc công ty Nicotech Thanh Thái đóng trên địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa chôn hàng chục khuy thuốc trừ sâu xuống đất đã gây bất bình cho nhân dân cả nước. Vậy nhưng một số cơ quan có trách nhiệm thì vẫn thờ ơ không hề hay biết. Làm việc với phóng viên báo Lao Động chiều 4 tháng 9 thì thầy thuốc ưu tú Lê Hữu Uyển, người phát ngôn của Sở Y tế Thanh Hóa cho hay sở chưa hề hay biết gì về vụ việc công ty Nicotech Thanh Thái chôn hàng tấn thuốc trừ sâu xuống đất. Tại phòng làm việc, phóng viên báo Lao Động đã trực tiếp hướng dẫn ông Nguyễn vào Internet tìm hiểu thông tin về vụ việc trên. Vụ việc xảy ra hơn 10 ngày gây chấn động dư luận cả nước, khiến hàng nghìn người dân đã kêu trời vì bị hủy hoại môi trường sống, sức khỏe. Đích thân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã đến hiện trường chỉ đạo kiểm tra xử lý. Vậy mà Sở Y tế không hề hay biết. Kỳ lạ hơn, chính người phụ trách phát ngôn báo chí cũng không hề đọc báo. Đấy là phóng viên phát ngôn viên chưa báo chí đấy nhá. Anh đừng có thắc mắc chuyện đó trước khi kết thúc chương trình để chúng tôi. Đấy, ở Việt Nam là thống nhất, cái gì cũng đồng bộ cả. Rừng lâu năm bị phá, kiểm lâm không biết. Một vùng rừng tự nhiên với cây lâu năm
lâu năm tuổi tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã bị lâm tặc và phá tan dù trạm kiểm lâm cách đó không xa. Phóng viên Dân Trí đã vào tận hiện trường ghi nhận vụ việc nghiêm trọng này. Nhưng mà khi hỏi thì kiểm lâm nó không biết. Sao vậy? Thì kiểm lâm nói là có đi kiểm tra nhưng mà không thấy. Hoặc là có khi mà hôm nay chúng tôi đi thì thấy rừng còn, nhưng mà ngày mai người ta phá cho nên tôi không biết. Cho nên cái chuyện đó nó rất là đồng bộ. Nên quý vị đừng, Việt Nam bây giờ thống nhất, cho nên bên cái việc y tế không biết, thì kiểm lâm cũng không biết luôn. Chúng tôi rất tiếc là không đủ thì giờ xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Và chúng tôi cũng sẽ đề đạt lên cấp trên về cái chuyện mà ngược lép lái xe, để cái gì lần tới sẽ thưa chuyện với quý vị. Và có thể là anh Hoàng Tuấn tình nguyện xin làm cái công việc đó, kiểm tra thật thành đạt.